Trước khi tham dự vào cái chương trình giải pháp quản lý cân nặng BodyKey, tôi thực sự là chưa bao giờ nghĩ đến cái sức khỏe của bản thân mình và cũng không bao giờ quan tâm đến cái hình dáng của cơ thể mình. 20 năm nay tôi đã có những thói quen xấu là không bao giờ biết vận động, không bao giờ biết ăn uống có khoa học. Và khi tôi được biết và được tham gia vào cái chương trình giải pháp quản lý cân nặng này thì tôi đã thấy rằng tôi đã biết yêu bản thân mình và tôi đã tìm hiểu được ra được là cơ thể mình đã cần những cái gì. Và tôi sẽ, với cơ thể tôi là tôi đã biết được là mình nhạy cảm với vấn đề tinh bột thì mình sẽ ăn uống thật khoa học hơn. Và tôi biết vận động làm sao để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh. Cái giải pháp mà hoàn toàn là hoàn hảo và tuyệt vời đã không những là làm cho cơ thể mình đẹp từ hình dáng bên ngoài và có một cái sức khỏe tối ưu nhất từ bên trong. Có 60 ngày tham gia chương trình thì từ một người có thân hình quá khổ 90 cân và tôi đã giảm được 14 cân và hoàn toàn tự tin. Trước khi tham gia chương trình BodyKey thì tôi chỉ nghĩ rằng cái việc kiểm soát cân nặng nó chỉ liên quan đến vấn đề ăn uống và vận động thể lực thôi. Chương trình BodyKey đã đề cho tôi 6 cái tiêu chí. Cái thứ nhất là chế độ dinh dưỡng, cái thứ hai là chất lượng giấc ngủ, cái thứ ba là vận động thể lực hợp lý, cái thứ tư là chế độ ăn uống hợp lý, và cái thứ năm, thứ sáu là tinh thần lạc quan và tự tin. Và sau 60 ngày thực hiện theo đúng cái chế, tôi bỏ những cái thói quen xấu và thực hiện những thói quen đúng như chương trình BodyKey ra thì tôi đã có một thân hình lý tưởng. Thực ra thì khi mà vào trong cái chương trình này, bác sĩ gọi là bác tư vấn viên đúng không, tư vấn cho mình là cái lượng mà để giảm cân thì cái lượng đầu, lượng ăn đầu vào của mình nó sẽ ít hơn là đầu ra. Thì nếu như mà mình không cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất hoặc vitamin thì nó sẽ gây đến mỏi mệt là tất nhiên rồi và rất là nguy hiểm. Thì trong cái bộ BodyKey có một cái sản phẩm gọi là sản phẩm Bác Bổ Ích. Đây là cái sản phẩm mà có đầy đủ vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật, gần như là cung cấp đầy đủ những cái nhu cầu thiết yếu cho mình trong một ngày luôn. Đó, và có 3 gói rất là riêng biệt, vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật riêng. Đó, thì khi mà bạn giảm cái lượng ăn của mình ấy, thì chắc chắn là những cái phần ví dụ như là chất đạm hoặc là vitamin, dưỡng chất nó sẽ cũng bị giảm theo, mà mình lại vận động tăng lên. Thế thì cơ thể của mình sẽ rất là mỏi mệt, thì mình sẽ bổ sung bằng cái sản phẩm này, là sản phẩm Bác Bổ Ích. Và còn ngoài ra nếu mà bạn mà bị xương khớp ấy, thì tớ khuyên là Trung nên sử dụng kèm với các cái sản phẩm hỗ trợ về xương khớp, ví dụ như là canxi với cả glucosamine sẽ hỗ trợ cho bạn rất là tốt trong cái quá trình bạn vận động, luyện tập cùng với cả BodyKey. Có thể là buổi sáng khi mà mình quá bận, mình không chuẩn bị những cái đồ ăn riêng được cho mình, hoặc là mình để mình đi ăn sáng ấy, thì mình có thể sử dụng một cái gói thực phẩm này luôn. Mình có thể pha cùng với cả nước hoặc là pha cùng với sữa. Đó, để bạn có thể sử dụng và vẫn đảm bảo cung cấp năng lượng cũng như là dưỡng chất cho mình trong một buổi sáng và khởi động ngày mới rất là tốt. Trước khi rời công sở, tôi thường sử dụng một gói meal replacement để thay thế cho mình bữa ăn chiều. Tôi rất tự tin để sử dụng sản phẩm này bởi vì sản phẩm này gồm đầy đủ năng lượng, chất đạm, chất béo, chất xơ cũng như là các vitamin và khoáng chất để giúp cho mình có đầy đủ năng lượng cho những cái hoạt động buổi tối cũng như là có một giấc ngủ ngon giấc. Trước tất cả bạn bè rồi sẵn sàng chia sẻ với cả mọi người rằng một cái giải pháp hay như thế, như vậy nó giúp cho cơ thể con người là được năng động hơn, tự tin hơn và yêu cuộc sống hơn. Và tôi nghĩ rằng tôi làm được, tôi thành công thì các bạn cũng sẽ thành công. Sau 60 ngày tham gia chương trình thì tôi đã xuống được 14 cân và giảm được 14 cân phòng bụng. Cảm ơn chương trình BodyKey.